Chào các em đến với tiết ôn tập kiểm tra học kỳ 2 môn lịch sử 6. Các bạn sẽ làm bài với hình thức tự luận. Thời gian làm bài sẽ là 45 phút. Trong thời gian làm bài 45 phút này, các bạn sẽ trả lời 4 câu hỏi. Và trước khi đến với nội dung của từng câu hỏi thì cô luôn nhắc các bạn, đó là các bạn phải học thật kỹ câu hỏi để tránh tình trạng làm lạc đề nhé. Câu hỏi thứ nhất, em hãy trình bày những thay đổi về bộ máy quan lại của phong kiến phương Bắc khi đô hộ nước ta. Câu trả lời của cô đã được hiện ra, đứng đầu châu là thứ sử, đứng đầu quận là thái thú và đô úy, những viên quan này đều là người Hán. Đứng đầu huyện vẫn do lạc tướng cai quản nhân dân như cũ, nhưng sau cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thì người Hán trực tiếp cai trị nhân dân ta. Câu hỏi thứ hai, em hãy trình bày những chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc khi đô hộ nước ta. Và trong câu hỏi thứ hai này, các bạn sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo, đó là vì sao chính quyền đô hộ lại nắm độc quyền về sắt? Đây là tất cả những chính sách cai trị của bọn phong kiến phương Bắc khi đô hộ nước ta, đó là thu nhiều loại tô thuế, cống nạp các sản vật quý và đi lao dịch không công cho bọn quan lại cai trị. Chỉ có những dòng họ lớn người Hán mới giữ những chức vụ quan trọng. Chính quyền đô hộ sẽ nắm độc quyền về muối và sắt. Và chính sách cuối cùng đó là đưa người Hán qua ở chung với người Việt, bắt nhân dân ta tuân theo luật pháp, phong tục tập quán của người Hán nhằm mục đích là đồng hóa nhân dân ta. Vậy thì trong tất cả những chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc thì chính sách đồng hóa nhân dân ta được xem là chính sách thâm hiểm nhất của người Hán. Và câu hỏi tiếp theo đó là chính quyền đô hộ nắm độc quyền về sắt vì sao? Đó là vì sắt được dùng làm công cụ lao động và có thể dùng làm vũ khí chiến đấu. Chính vì vậy, khi nắm độc quyền về sắt thì chính quyền đô hộ sẽ kiềm hãm được sự phát triển kinh tế của nước ta, đồng thời sẽ ngăn cản sự đấu tranh của nhân dân ta chống lại chúng. Câu hỏi thứ ba, tình hình kinh tế văn hóa Champa từ thế kỷ 2 đến thế kỷ 10 là gì? Thì trong nội dung thứ ba này, các bạn chúng ta phải trả lời được hai ý chính. Thứ nhất, đó là kinh tế. Kinh tế của người Chăm, họ sẽ sống chủ yếu bằng nông nghiệp trồng lúa nước. Ngoài ra, do điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý mà người Chăm Ba sinh sống thì họ làm ruộng bậc thang ở sườn đồi núi và biết sáng tạo ra xe guồng nước để đưa nước từ ruộng thấp lên ruộng cao. Thứ hai là họ đã biết sử dụng công cụ bằng sắt và dùng trâu bò kéo cày, trồng được các loại cây ăn quả và cây công nghiệp, khai thác lâm thổ sản và làm đồ gốm, buôn bán với nhân dân các quận ở Sao Châu, Trung Quốc và Ấn Độ. Thứ hai, các bạn sẽ tìm hiểu về chính sách về những nội dung văn hóa của người Chăm. Đó là người Chăm mang ảnh hưởng rất lớn bởi nền văn hóa Ấn Độ, cho nên từ chữ viết, tôn giáo và phong tục đều mang ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ. Người Chăm đã có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ Phạn. Về tôn giáo, họ theo đạo Bà La Môn và đạo Phật, có tục hỏa táng người mất ở nhà sàn, ăn trầu cau, và họ đã sáng tạo ra nền nghệ thuật đặc sắc, đó là tháp Chăm, đền tượng, các bức chạm nổi mà các bạn chúng ta có thể đi du lịch ở những tỉnh duyên hải miền Trung như là Quảng Nam. Các bạn có thể đi đến thành phố Phan Rang, thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa thì các bạn cũng có thể tham quan được những công trình kiến trúc của người Chăm, đó là tháp này, đền tượng và các bức chạm nổi, các bức phù điêu. Câu hỏi thứ tư, hơn 1.000 năm đấu tranh chống Bắc thuộc, tổ tiên đã để lại cho chúng ta những gì? Đó là ba yếu tố rất là quan trọng. Đó là lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước, và tổ tiên đã để lại cho chúng ta về sự vươn lên, bảo vệ nền văn hóa của dân tộc. Câu hỏi thứ năm, đây là một câu hỏi rất quan trọng và nó khá dài, cho nên các bạn chúng ta phải học thật kỹ nhé.
sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành lại độc lập cho Tổ quốc, và hãy trình bày diễn biến ý nghĩa của trận chiến đó. Như vậy, qua câu 5 này, các bạn sẽ thấy là có hai câu hỏi nhỏ. Đó là câu hỏi hỏi các bạn về sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta. Và sau đó thì các bạn hãy trình bày diễn biến ý nghĩa của trận chiến đó. Nếu như các bạn làm thiếu mất ý nào thì cô sẽ trừ điểm theo hệ thống thang điểm. Các bạn sẽ trả lời cho cô, sự kiện lịch sử đó là chiến thắng Bạch Đằng năm 1938. Sau đó các bạn trình bày về diễn biến. Đó là cuối năm 1938 thì đoàn thuyền chiến của Nam Hán kéo vào cửa biển nước ta, và Ngô Quyền đã cho đoàn thuyền nhẹ ra khiêu chiến những địch tiến sâu vào bãi cọc ngầm lúc triều đang lên. Khi nước triều rút, Ngô Quyền dốc toàn lực đánh quật trở lại. Quân Nam Hán thu to, vua Nam Hán hạ lệnh rút quân về nước. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Về ý nghĩa lịch sử, đây là chiến thắng đã chấm dứt hơn 1.000 năm bắc thuộc của dân tộc ta, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài của Tổ quốc. Câu hỏi thứ 6, em hãy kể tên những vị anh hùng dân tộc đã dâng cao ngọn cờ đấu tranh chống bắc thuộc, giành độc lập cho dân tộc. Thì qua câu hỏi này, các bạn chúng ta phải hệ thống được những cuộc khởi nghĩa, những cuộc kháng chiến, những trận đánh, và những trận đánh đó sẽ gắn liền với tên của những vị anh hùng dân tộc. Chúng ta sẽ cùng hệ thống với cô nhé. Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Phụng Hưng, Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền, đây chính là những vị anh hùng dân tộc đã dâng cao ngọn cờ đấu tranh chống bắc thuộc và giành lại độc lập cho dân tộc. Hỏi thứ 7, em hãy trình bày những đặc điểm dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong câu hỏi này, các bạn chúng ta phải trình bày được những thuận lợi và khó khăn về tình hình dân cư ở thành phố. Thuận lợi là nguồn lao động dồi dào sẽ giúp cho nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên thì với số lượng dân cư quá đông ở thành phố thì sẽ gây cho nhà nước, chính quyền những khó khăn nhất định. Đó là về quản lý dân cư, nơi ở, tình hình việc làm, về an ninh và trật tự. Và qua câu hỏi thứ 7 này, cô cũng có thể sẽ hỏi các bạn những câu hỏi nhỏ, ví dụ như là với những việc làm của các bạn thì các bạn sẽ làm gì để giúp cho thành phố khắc phục những khó khăn trên. Ví dụ như là về môi trường chẳng hạn, thì các bạn chúng ta sẽ làm những cái hành động gì để mà bảo vệ môi trường. Đó là gì các bạn? Đó là các bạn chúng ta sẽ không xả rác bừa bãi nè. Chúng ta sẽ biết cách để mà phân loại rác thải và có thể tái chế lại rác thải. Có thể là các bạn chúng ta sẽ đi học, đi chơi bằng những phương tiện công cộng như là xe bus, hoặc là sử dụng phương tiện như là xe đạp, vân vân. Có rất là nhiều, tha hồ các bạn chúng ta sáng tạo nhé. Thì qua nội dung bài ôn tập của học kỳ 2 này thì các bạn chúng ta sẽ phải tập trung học thật tốt, bởi vì đây là cái bài kiểm tra đánh giá rất là quan trọng của các bạn. Cho nên là một lần nữa cô yêu cầu các bạn chúng ta phải thật chăm chỉ để mà học bài. Đồng thời các bạn chúng ta phải học thật kỹ câu hỏi để tránh cho tình trạng làm lạc đề, như cô luôn nhắc nhở các bạn ở trên lớp nhé. Và cuối cùng thì cô chúc các bạn chúng ta làm bài thật tốt. Chào các em.